trong mây trắng thoáng cạnh tĩnh lặng lòng lại bối hối. Chắc chắn càng ngày càng niềm tin, càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi. Thế cả đều do nhân duyên từ trước từng hội họp ái biệt ly chia ly rồi giờ nó tái sinh lại. Chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với ai nhé là bạn bè thân thiết, nhưng mà khi tái sinh là con một đường ngày một đường, nhưng mà khi gặp làm mà thất bại thì mình không đi rồi. Có con thấy đi có cái sự xả bỏ, có cái sự thu hoạch ở trong đó. Càng ngày càng làm cho mình trưởng thành, càng cứng cáp ở trong cái giới của Phật dạy nó chắc chắn. Càng ngày càng niềm tin, càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi. Đi nhiều biết nhiều rồi lần sau mình đi lại mình không bỡ ngỡ nữa. Yeah. Mình thuần thục, mình quen trong rồi giờ thả chỗ nào rồi mình nghĩ nữa là chỗ mình sống nhiều chỗ mình nói chỗ kia cũng giống như thế này. Khi đó mình tư duy nữa là tất cả đều là như thế, đều do tâm mình ham muốn chỗ này chỗ kia thôi. Với lại mình ở những cái chỗ chỉ cần những cái chỗ mà không có. Đến người ta, yeah. Người dân với lại chính quyền xã hội không có đồng tiền tới họ. Mình chỗ nào thấy có nhiều cái chỗ mà ruồi muỗi mòng nhiều quá, với lại mình biết những cái chỗ mà khó với người tu hành thì mình không tới nữa, ít tới cái những cái chỗ không. Sư minh tuyệt thắm lặng nguyện.
nhân duyên đời trước từng hội họp, ái biệt ly chia ly rồi giờ nó tái sinh lại. Chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với ai nhất là bạn bè thân thiết, nhưng mà khi tái sinh là con một đường ngày một đường. Nhưng mà khi gặp lại hôm đã xưa nay con ơi nhớ núi sạn ơi hãy che chở tin, càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi. Thành thành.